Vương Hạc Đệ khiến dân tình chết lặng vì khoảnh khắc ở bẩn, cực mất vệ sinh. Vương Hạc Đệ gây ra một làn sóng tranh cãi cực lớn chỉ vì một đôi tất. Hiệu ứng bùng nổ của Thương Lan Quyết đã giúp Vương Hạc Đệ trở thành cái tên được săn đón nhất nhì hiện nay làng giải trí chung với độ nhận diện tốt. Gần đây khi Vương Hạc Đệ tham gia chương trình tạp kỹ All Out Action, hành động hết mình, đã vô tình để lộ đôi tất trắng bị chuyển màu. Nửa đen nửa vàng khiến dân tình gần như chết lặng, đồng thời gây ra một cuộc thảo luận cực sôi nổi với vô vàn ý kiến trái chiều. Trong khi, nhiều cư dân mạng cho rằng bản thân Vương Hạc Đệ là người nổi tiếng, xây dựng tạo hình nam thần mà lại xuất hiện với một đôi tất ố vàng như vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất mất vệ sinh và khó chấp nhận được. Thế nhưng, không ít người vẫn lên tiếng bảo vệ Vương Hạc Đệ, cảm thấy đôi tất trắng bị chuyển màu có thể là do đôi giày anh chàng đang đi bị phai màu bên trong, dẫn tới phần tất bị lem chứ chẳng có gì quá to tát để đánh giá nam diễn viên vườn sao băng ở bẩn.